Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một đoạn mã code giúp chúng ta kiểm tra công thức. Thì ở đây mình sẽ có ví dụ một cái bảng dự toán dự thầu như thế này. Và mình có cái công thức của cái ô thành tiền này, nó sẽ chính là bằng là khối lượng nhân với đơn giá. Thì thông thường thì nó sẽ là giống nhau hết. Tuy nhiên thì nếu mình muốn kiểm tra xem là trong các công thức này có công thức nào mà nó khác đi không, mà mình không muốn copy paste lại công thức, thì thông thường nếu mà chúng ta kiểm tra thủ công thì chúng ta sẽ vào cái mục là formula này. Sau đó thì các bạn sẽ click vào cái nút là show formula. Đó, thì chúng ta sẽ bung được hết công thức ra. Ở đây thì chúng ta sẽ phải kéo xuống. Đó, thì chúng ta sẽ thấy được là cái công thức ở cái dòng cái hàng số 26 này, là ngoài cái việc nhân thì nó đã cộng thêm 1.000. Tiếp tục kéo xuống thì chúng ta có cái công thức là ở hàng số 32 này, là nó cũng cộng thêm 200. Thì ở đây là mình ví dụ, mình đã cộng vào cho các bạn là để chúng ta cùng làm ví dụ này thôi. Đó, thì cái việc xem thủ công này thì sẽ giúp chúng ta xem được cái ô nào mà tự nhiên nó dài ra hoặc là ngắn lại, hoặc nó thay đổi công thức thì chúng ta sẽ xem được. Tuy nhiên thì nếu mà cái bảng của chúng ta rất là dài, rất là nhiều công thức, nhiều công việc xuống dưới này, thì cái việc kiểm tra thủ công này nhiều khi nó cũng hơi bất tiện. Vì vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái đoạn mã, đó là cái đoạn mã giúp chúng ta kiểm tra công thức. Thì ở đây mình đã có một cái nút kiểm tra công thức như sau. Đầu tiên là mình sẽ click vào thì nó hiện ra một cái hộp thoại là hãy chọn cái vùng cần kiểm tra. Ở đây thì mình cần kiểm tra từ cái ô G7 này, và mình sẽ kéo xuống đến cái ô G36. Rồi, sau đó mình ấn OK. Đó. Và một cái bảng thông báo lên là 3 ô đã thay đổi quy luật. Đó. Và nó sẽ tô màu cho chúng ta, mình sẽ tắt đi nhé. Đó. Thì nó sẽ tô màu cho chúng ta ba cái ô này. Đây, ô này là cái ô công thức đã cộng thêm 1.000 này. Tiếp theo là cái ô này là cái ô cũng trừ đi 1.000. Và cái ô cuối cùng này là cộng thêm 200. Đó. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn tạo ra làm thế nào để xây dựng được cái mã code như thế này, dựa vào một người không biết chút nào về code VBA cũng có thể làm được. Đó là cách chúng ta sẽ nhờ sự trợ giúp của AI, ChatGPT hoặc là Copilot. Thì để tạo ra được cái mã kiểm tra công thức này thì bây giờ mình sẽ mở một file mới hoàn toàn lên. Đây là một file mới hoàn toàn. Đó, và chúng ta cùng mở cái Copilot của Windows lên. Đó. Mở Copilot lên. Thì nếu mà các bạn không có cái Copilot ở thanh công cụ này thì các bạn có thể vào cái trình duyệt S của Windows, sau đó thì chúng ta vào cái Copilot này ở trang bing.ai. Đó. Và chúng ta chat vào đây thì nó cũng không khác gì cái này cả. Đó. Rồi mình sẽ sử dụng cái này nhé. Đó, thì hôm nay mình đã hỏi đầu tiên là hỏi Copilot là hãy code một đoạn VBA, trong đó thì chọn một vùng, set các công thức, nếu công thức thay đổi quy luật thì báo ô thay đổi đó và tô màu. Đây, đây là toàn bộ cái câu hỏi của mình. Thì sau đó thì Copilot đã trả lời cho chúng ta. Đây, dưới đây là một đoạn mã VBA và bạn có thể sử dụng. Thì các bạn hãy click vào cái nút này để copy nhé. Đó, chúng ta cùng click vào nút này để copy. Đấy, đầu tiên chúng ta cứ copy đã. Rồi, sau đó thì chúng ta quay trở lại file cái file Excel. Các bạn hãy ấn cho mình cái tổ hợp phím Alt+F11. Hoặc là nếu mà các bạn đưa được cái thẻ developer này ra đây rồi thì các bạn hãy vào cái phần là view code này. Đó. View code này. Hoặc là ấn Alt+F11 thì nó sẽ bật ra được cái cửa sổ là như thế này. Đó. Với cửa sổ này thì ở đây là mình đang mở cái file dự toán vừa rồi thì nó sẽ dài như này. Mình sẽ tắt cái file này đi nhé để cho nó đỡ rối. Tắt cái file này đi. Rồi quay trở lại cái cửa sổ VBA này thì nó sẽ hiện ra như thế này. Các bạn sẽ ấn vào cái mục là
Đây cái file mình mới mở ra nó tên là book 1 nhé. Các bạn sẽ ấn vào cái sheet 1 hoặc là zip book này. Sau đó thì chúng ta ấn chuột phải này và chọn insert. Chọn tiếp xuống module. Đó. Rồi thì ở cái cửa sổ module này thì chúng ta sẽ dán cái đoạn mã mà Copilot vừa mới gợi ý cho chúng ta. Rồi. Ở đây thì các bạn sẽ để ý cái đoạn mã này thì nó sẽ chọn cái vùng là zip workbook và chọn là sheet 1 từ A1 đến C10. Đó, thì ở đây mình sẽ ví dụ là mình chỉ cần kiểm tra từ A1 đến A10 thôi. Rồi. Và ở đây mình sẽ đặt công thức cho A1 là bằng B1 cộng với lại C1. Đó. Mình sẽ kéo công thức này từ A1 đến A10. Đấy. Sau đó thì ở công thức số 9 này đi, mình sẽ cộng thêm cái OD1 này nữa. Đó. Tức là một mình công thức số 9 này nó sẽ khác đi so với các công thức còn lại. Rồi, sau đó thì quay trở lại cái file này. Các bạn sẽ ấn vào cái con chuột vào cái khu vực mà chứa cái đoạn mã này và chúng ta ấn vào cái nút play này nhé. Nút màu xanh này, hoặc là có thể dùng phím tắt là F5. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem. Đó. Như vậy thì nó sẽ báo là công thức tại ô A2 đã thay đổi này. Chúng ta ấn OK tiếp. Đó. Như vậy là trong cái đoạn mã này thì là Copilot đang lấy, đây nó có giải thích đây, lấy công thức ô đầu tiên, tức là ô A1 này, thì sau đó thì duyệt qua mỗi ô trong phạm vi. Nếu mà công thức thay đổi thì tô màu. Vì vậy thì nó đang hiểu là cái công thức B1 cộng C1 này mà sang đây là B2 cộng C2, tức là cái số 1 nó đã thay đổi sang số 2 thì nó đã tính là công thức thay đổi rồi và nó sẽ báo tô màu hết cho chúng ta cái khu vực này. Đó. Như vậy thì chưa đúng ý của chúng ta. Ý của chúng ta tức là cái ở ô A1 này là B1 cộng C1, sang ô 2 là B2 cộng C2, là bản chất thì nó không thay đổi quy luật. Nó có thay đổi công thức nhưng không thay đổi quy luật. Đó. Vì vậy vẫn trên tiếp tục cái đoạn chat này với Copilot. Tiếp tục chúng ta sẽ hỏi và muốn Copilot chỉnh sửa cho chúng ta đoạn mã này. Thì mình đã hỏi tiếp như sau. Đây. Tôi muốn xét công thức thay đổi quy luật. Ví dụ A1 bằng B1 cộng C1, A2 bằng B2 cộng C2 thì không tính là thay đổi quy luật. Đó. Mình đã hỏi Copilot một câu như thế này và Copilot đã trả lời như sau. Dưới đây là một đoạn mã VBA mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra công thức trong một đoạn phạm vi nhất định. Nếu công thức thay đổi quy luật, nó sẽ tô màu và thông báo cho bạn. Rồi OK, chúng ta cũng không quan tâm đến cái nội dung này vội. Chúng ta sẽ copy cái đoạn mã này, quay trở lại cái cửa sổ VBA của file Excel. Rồi chúng ta sẽ chọn cái này và dán nó vào đây. Bây giờ thì cũng ở trên đoạn mã này, mình cũng sửa cái ô C10 này thành A10. Rồi. Và chúng ta lại tiếp tục chạy thử. Đó. Như vậy thì các cái ô từ A2 đến A8 và A10 thì là công thức không thay đổi quy luật. Vì vậy Excel báo là ô A9 đã thay đổi quy luật và nó sẽ tô màu đỏ vào đây. Rồi, mình sẽ định dạng lại, xóa cái này đi nhé. Bây giờ thì mình lại muốn là cái việc mà xét từ A1 đến A10 này là mình có thể chọn thủ công được, để cho mình không phải quay trở lại cái bảng mã này để mình sửa cho từng trường hợp một. Đó. Mình có thể là lúc thì mình chọn ở đây, lúc thì mình chọn đây để mình kiểm tra. Vì vậy thì mình sẽ hỏi tiếp Copilot là thay vì là xét cái vùng này là từ ô A1 đến C10, tôi muốn hiện hộp thoại để chọn răng ran, đây là vùng ấy, và thông báo thì để đến cuối cùng, sau khi đã tô màu thì mới hiện một lần. Thì tại sao lại cái thông báo này? Bởi vì nếu mà ở đây mà mình có thay đổi thêm một ô này nữa, cộng 2 chẳng hạn, đó, mà mình chạy cái đoạn mã này, đó, thì là ô A3 này
nó thay đổi mà nó tô màu. Và dẫn OK tiếp thì nó lại đến ô A9 và nó tô màu và nó lại hiện thông báo. Nếu mà cái bảng của chúng ta có nhiều ô khác ấy, thì nó có hiện thông báo liên tục. Mình không muốn như thế và mình muốn là cứ tô màu trước đi, sau đó thì đến cuối thì thông báo là có bao nhiêu ô đã thay đổi. Đấy, thì cái việc mà thông báo thế thì mình đỡ phải ấn cái nút OK nhiều lần. Đó là mình sẽ nói là thông báo đến cuối cùng sau khi tô màu và mới hiện một lần. Như vậy thì Copilot lại trả lời cho ta một đoạn mã như thế này. Và chúng ta lại copy cái này. Quay trở lại cái cửa sổ của VBA. Mình sẽ xóa cái công thức, cái đoạn mã đầu tiên đi và dán lại. Sau đó thì mình sẽ chạy thử đoạn mã này. Đó. Thì ở đây nó sẽ hiện lên một cái cửa sổ input là hãy chọn phạm vi cần kiểm tra. Đó, thì mình sẽ chọn từ A1 đến A10 này. Đó, ấn OK. Đó. Sau đó thì nó sẽ tô cho chúng ta hai ô, ở đây là ô A3 và ô A9 là sang màu đỏ, và nó hiện một cái bảng thông báo là hai ô đã thay đổi quy luật. Thì các bạn lưu ý là do cái VBA này nó không nhận dạng được tiếng Việt. Nên ví dụ như là chúng ta ở bên này Copilot đang hiện cho chúng ta là tiếng Việt ấy, thì sang khi chúng ta dán cái mã đấy vào ở trong cái VBA này thì nó sẽ những cái ký tự tiếng Việt ấy, nó sẽ hiện thành dấu hỏi chấm này đấy, và những cái bảng thông báo này, ví dụ như là cái bảng là chọn một phạm vi cần kiểm tra này. Đó. Thì khi mà chúng ta chạy đoạn mã thì nó cũng sẽ hiện lỗi thành dấu hỏi này. Thì có hai cách. Cách đầu tiên thì các bạn sẽ gõ lại cái này thành tiếng Việt không dấu. Đó. Ví dụ chọn phạm vi cần kiểm tra. Đó. Mình chạy thử nhé. Đó, thì nó sẽ hiện lên này. Xong không bị lỗi dấu hỏi nữa. Thì nó là tiếng Việt không dấu mà. Rồi. Còn nó có một cái cách khác nữa. Đó là các bạn hãy chuyển nó sang tiếng Việt bằng một đoạn mã. Thì cái này các bạn sẽ phải cài thêm một cái add-in. Cái add-in mà nó có cái tính năng convert được cái này sang tiếng Việt ấy. Ví dụ nhé, mình sẽ có cái chữ là chọn phạm vi cần kiểm tra này. Mình dán nó đây. Rồi sau đó thì do mình sử dụng cái add-in Builder TV này thì nó đã có sẵn cái hàm là VBA Uni này. Đó. Rồi, thì nó sẽ convert sang cái một cái đoạn mã kiểu như thế này. Thì chúng ta sẽ copy cái đoạn mã này. Thay cái chữ chọn phạm vi cần kiểm tra vào đây. Mình sẽ dán vào đây. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chạy thử nhé. Đó, thì bây giờ tất cả những cái ký tự lỗi thì nó đã hiện ra dưới dạng tiếng Việt có dấu hoàn chỉnh. Thì cái này chúng ta nếu mà chưa sử dụng quen thì cứ để tiếng Việt không dấu cũng được, không vấn đề gì. Rồi. OK. Như vậy là sau khi hỏi qua 3 câu hỏi thì mình đã được một đoạn mã hoạt động đúng như ý muốn của mình. Đó. Sau khi mà được một cái đoạn mã như này rồi thì các bạn có thể là insert thêm một cái hình vào đây. Đây, ví dụ mình insert thêm một cái hình ô vuông vào đây. Đó. Chọn chữ, ở đây thì mình sẽ gõ là chữ kiểm tra công thức. Rồi. Và chúng ta sẽ chuột phải vào và gắn cho nó cái macro. Đấy, ở đây chính là cái macro check formula mà chúng ta vừa tạo ra. Ấn OK. Như vậy thì chúng ta có thể tắt cái cửa sổ VBA này đi. Tắt cái Copilot này đi. Rồi, bây giờ thì chúng ta chỉ cần click vào cái nút này. Đó, thì nó sẽ thực hiện cho chúng ta. Cái đoạn mã này nếu mà các bạn muốn tham khảo thì mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả của video. Video cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.